Xin chào các bạn nhé. Gần đây thì mình có nhận được hai sự trợ giúp của hai bạn. Đó là một bạn có visa E7 sang đây được hơn 10 năm rồi. Còn một bạn là visa E9 sang đây được hơn 6 tháng. Thì hai bạn này đều có một yêu cầu là muốn chuyển xưởng. Thế cho nên là các bạn đã tìm khắp nơi rồi. Bởi vậy là các bạn đã nhờ đến mình để mình trợ giúp. Hôm nay mình cũng xin chia sẻ để cho hai bạn cũng như là tất cả mọi người hiểu trong khoảng thời gian này đi chuyển xưởng như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ nói về bạn visa E7 này. Thì bạn ấy nhờ mình xin chuyển xưởng, có nghĩa là bạn ấy đang làm ở cái xưởng kia, là người ta cũng là trước kia người ta nhận visa E7, nhưng mà do là ở cái xưởng đó là bây giờ là công việc thì không còn nữa, thì hết việc, thì bạn ấy muốn là chuyển sang một cái xưởng khác để làm việc. Đấy, thì nghe đâu là thông tin mọi người ấy là có giới thiệu là đến qua mình để mình xin cho các bạn đấy. Thì từ trước đến giờ ấy thì mình cũng đã xin rất nhiều người là vào những công ty, kể cả những visa lao động E9 hay là visa F6 hay là visa E7. Thì vừa rồi nhận được cái thông tin của cái bạn visa E7 này thì mình cũng đã hỏi một số những người môi giới ấy. Nhiều người người ta cũng từ chối, bởi bởi sao là cái dạng visa E7 đấy và cái dạng visa E9 là phải thông qua bộ lao động và phải ký kết này nọ rất là phức tạp, cho nên là nhiều công ty người ta không muốn cái sự phức tạp đó, người ta chỉ nhận là những người có cái visa như là visa kết hôn này, là F6 này, visa F5 là visa định cư dài hạn này và quốc tịch. Thì những cái visa đó thì gần như công ty người ta không phải xin giấy tờ hay làm bất cứ gì cho mình cả. Những visa đó các bạn tự làm việc và tự xin vào công ty đó thì hết hạn các bạn lại tự gia hạn. Thế cho nên là công ty người ta không liên quan gì. Bởi vậy là có rất nhiều anh chị em hỏi mình xin việc để vào công ty khác. Ví dụ như là visa E7 thì vừa rồi thì mình may mắn sao mình cũng xin được việc cho cái bạn ấy. Ở cái công ty đấy người ta lại rất cần lao động như là visa E7. Bởi vậy là mình xin vào phát người ta nhận ngay, thì cái bạn ấy rất là may mắn là khi gặp mình thì mình cũng đã xin việc cho bạn ấy vào một công ty. Nói chung là so với công ty cũ thì nó ổn định việc hơn. Và ở công ty đó người ta nhận việc mình và làm, người ta trả mức lương nó cũng tương đối là tốt so với hơn với công ty trước. Thế cho nên là bạn ấy đã vào làm việc đến nay là hơn 1 tháng rồi. Thế thì đó là cái bạn visa E7 này. Thì mình thực sự là mình cũng phải gọi là hỏi chỗ đó hỏi chỗ kia. Thế cũng may mắn là gặp một cái công ty người ta cần bạn visa E7, thì bạn ấy may mắn là bạn ấy đã tìm được việc. Còn một bạn nữa, cái bạn này thì cùng thành phố với mình ở Việt Nam, có nghĩa là bạn ấy ở Hải Phòng, thì cách nhà mình cũng đâu đó tầm độ hơn chục cây đó thôi, nhưng mà bạn ấy sang bên đây thì nghe đâu là bạn ấy vào trong một cái công ty ở Incheon, là công ty đó là chuyên làm về xẻ gỗ, gọi là cưa xẻ này nọ thứ. Mình chỉ biết nghe nói đây thôi, là công việc rất vất vả và lương thì nó không được cao. Thì bạn ấy sang đây được 6 tháng, thì trong cái khoảng thời gian là chỉ tầm một hai ba tháng thôi, bạn sang công việc nó vất vả quá, có nghĩa là cái sức khỏe mình không đủ để mình làm được cái công việc đó, mà lại lương lại thấp nữa. Thì được cái sự giới thiệu của bạn ở dưới Busan, có nghĩa là bạn của cái bạn ấy ở dưới Busan, bạn ấy bảo làm công việc vất vả thế thì ra ngoài đi xin công việc khác. Thế thì cũng nghe lời cái bạn ấy thì bạn ấy đã xuống Busan xin việc, nhưng mà trong quá trình đi xin việc ấy thì không visa E9 thì nó không như và như là được trước, thì người ta có thể là đến bộ lao động xong là gặp giám đốc trực tiếp và mình có thể đến công ty mình xem việc mình rồi mình vào mình làm việc, thì hay là mình có thể là giới thiệu qua người nọ người kia thì mình có thể đến công ty đó xong mình nhận việc. Thì, bây giờ thì luật nó lại khác hoàn toàn, là các bạn chỉ đăng, ví dụ như các bạn ở Incheon các bạn xuống Busan thì các bạn phải xuống cái bộ lao động ở dưới đấy các bạn đăng ký, và trong vòng 1 tuần người ta có thể là bắn 2 công ty 3 công ty, thì bạn có cái địa chỉ công ty đó, bạn đến công ty mà người ta giới thiệu đó xem việc, và giám đốc ở công ty đó người ta nhận thì bạn mới có thể là đến đó làm việc được. Nhưng mà trong vòng 2 tháng khi mà chuyển xưởng thì xuống dưới đó thì cũng có một số công ty bắn cho bạn đấy, nhưng mà mình muốn công việc nó tốt hơn. Thế cuối cùng là đến nay là 2 tháng rồi mà vẫn chưa được xin được công ty nào cả. Thì với visa lao động E9 ấy thì được
90 ngày là có thể là ra ngoài xin việc. Thì trong khoảng 90 ngày bắt buộc là mình phải xin được việc nào đó để người ta ký ký cho mình thì mình mới còn hoàn là hợp pháp. Còn nếu như mà quá cái thời hạn 90 ngày đó mà bạn không xin được việc thì có thể là bạn phải về nước hoặc là ra ngoài bất hợp pháp. Bởi vậy là trong vòng 2 tháng rồi mà vẫn chưa xin được việc thì bạn ấy đã lên Kumi, thì ở một cái trung tâm ở Kumi đấy thì người ta hỗ trợ cho mình ở và ở miễn phí ở đấy. Bởi vậy là hiện tại là bạn đang ở Kumi và đang đi xin việc, thì có một số người ta lại ý là người ta biết cái kênh YouTube của mình đấy, người ta giới thiệu đến bạn đấy và bạn ấy đã nhắn tin gọi điện cho mình, thì mình được biết như nói như vậy. Nhưng mà trong khoảng thời gian 2 3 ngày nay rồi mình cũng đã hỏi hết người nọ người kia, hỏi hết tất cả những cái người môi giới đi vào công ty đấy, thì gần như là không có một công ty nào người ta nhận visa E9 cả. Đó là một cái mà mình không hiểu là như thế nào cả. Người ta bảo là visa E9 ấy thì nó liên quan đến Bộ Lao động và liên quan đến giấy tờ và phải gia hạn, phải hết hạn gia hạn này nọ các thứ, nó rất là phức tạp, rất là nhiều việc. Và công trong tất cả công ty người ta không kiểu là người ta không muốn là nhận những người mà có cái loại visa đó sang làm việc xong rồi là phải đi gia hạn, cho nên là người ta không muốn tránh cái sự lằng nhằng đó. Người ta bảo là những cái visa ví dụ visa E7 E9 thì gần như là người ta không nhận, người ta chỉ nhận những loại visa F5 này, F6 này, quốc tịch này hoặc là bất hợp pháp. Đấy, bất hợp pháp người ta còn nhận, nhưng mà lại visa hợp pháp người ta lại không nhận. Đấy, nó dở thế, nó rất là buồn cười. Thế cho nên là mình cũng nói với cái bạn đấy, thì bạn đấy cũng thực sự là nói thì bạn cũng cảm ơn mình rất là nhiều, bởi vì là mình đã nỗ lực giúp đỡ bạn ấy, nhưng mà hiện tại giờ mình cũng chưa xin được công việc cho bạn ấy được. Thì đến nay thì không biết là bạn đã xin được việc chưa, thì mình từ hôm đấy thì mình cũng không liên lạc, bạn không liên lạc lại mình nữa. Nhưng mà phải nói rằng là trong cái khoảng thời gian này ấy, thì đó là vào một thời gian làm chuẩn bị cho mùa đông. Bởi vậy là nếu như mà mình mà muốn có ý định chuyển xưởng, mà các bạn cũng ý định chuyển xưởng trong khoảng thời gian này ấy, thì rất ít việc. Nếu như các bạn muốn chuyển thì rất là khó khăn. Đấy, cũng như bạn ấy thôi, thì bạn ấy bảo là hay là em phải ra bất hợp pháp ở anh. Những người mà bất hợp pháp còn dễ nhận hơn là những người có visa giấy tờ như vậy, như visa E9. Thế cho nên là bạn ấy bảo là hay là em ra bất hợp pháp. Thì mình cũng khuyên bạn ấy là hiện tại giờ bạn ấy sang bên Hàn Quốc này được có 6 tháng, mà còn khoảng thời gian rất dài về sau này nữa là 4 năm nữa ở sau này nữa thì bạn ấy là những người hợp pháp, và tại sao bạn lại phải ra bất hợp pháp làm gì. Thế bạn bảo nhưng mà em đâu có xin được việc đâu, đến 2 tháng trời mà em chưa xin được việc nào cả. Thì mình có khuyên bạn là hiện tại giờ ấy thì còn 1 tháng nữa thì em cố gắng là vào một cái công ty nào đó. Đấy, kiếm một công ty nào đó người ta ký cho mình rồi là hết mùa đông này thì sang cái khoảng thời gian mùa hè ấy thì là công ty người ta cần rất nhiều người. Bởi vậy là lúc đó thì mình có thể là mình xin chuyển xưởng cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng hiện tại giờ mình kể cả ít việc thì mình cố gắng mình vào một công ty nào đó để người ta ký kết cho mình đi. Đấy, nhưng mà bạn ấy cứ ậm ừ rằng như vậy, nhưng mà không biết là còn bản thân bạn bạn nghĩ như thế nào. Bạn muốn ra bất hợp pháp thời điểm này thì cũng rất là khó. Xong bạn còn có hỏi mình bảo là hay là trong khoảng thời gian này em kiếm một cái công việc thời vụ nào em làm. Đại nói như vậy, thực ra nói thì vào mùa đông ấy ở bên Hàn Quốc này về cái loại visa thời vụ hoặc là những người như là đi làm thời vụ ấy, người ta không cần, bởi vì trong khoảng thời gian mùa đông này thì là không có công việc nào làm thời vụ cả, cho nên là bạn có đi xin làm lao động thời vụ cũng không ai ra nhận đâu. Đấy, chỉ có một số người ta làm trong nhà kính thì cái đấy thì số ít thôi, còn lại ở lao động thời vụ thì các bạn có thể là đi ra ngoài bên kiểu là bên ngoài đấy thì người làm được vào mùa đông như lạnh như này thì chẳng ai ta cần cả. Thế thì mình chỉ mong rằng là em ấy là cố gắng là khoảng thời gian tới em ấy sẽ tìm công việc nào đó ổn định để làm việc. Chứ là mình là visa lao động E9, mình là người có giấy tờ và mình lại còn tính là con đường là ra bất hợp pháp để mình xin việc nó dễ hơn, thì thực sự ra nói thì đó điều đó là không nên, bất đắc dĩ lắm thì mình mới phải ra thôi. Còn lại là nếu như mình có thể là đang gọi là visa hợp pháp thì mình cứ nên là tìm bằng mọi cách để mình là người hợp pháp, chứ đừng bao giờ là chuyển sang bất hợp pháp. Bởi vì là những người người ta ra ngoài người ta cũng phải có khoảng một quá trình, một cái thời gian rất là dài ở bên Hàn Quốc này rồi thì người ta nắm bắt được
cuộc sống ở bên ngoài này rồi thì người ta mới có xác định là người ta ra ngoài. Đấy chứ bây giờ mà mới sang được mấy tháng, hiện tại giờ không biết ở đâu cả, phải đi ở nhờ trung tâm hỗ trợ cho người lao động, thì thực sự ra nói thì nếu mà ra ngoài trong khoảng thời gian này cực kỳ là khó. Thế cho nên là mong rằng là em hãy cố gắng tìm công việc nào đó thật là tốt để làm việc, để có một cái giấy tờ ổn định mình làm việc. Đấy, còn đừng nên bao giờ nghĩ rằng là mình ra ngoài bất hợp pháp để mình có thể kiếm được công việc tốt hơn để mình làm việc. Đấy, thì hãy suy nghĩ cho thật tốt cho con đường của mình. Đấy, thì thực ra nói mình cũng thực sự là mình xin lỗi cái bạn visa E9 đấy, bởi vì là bạn ấy phải liên quan trực tiếp đến bộ lao động, luật của bộ lao động cho những người xuất khẩu lao động này thì bắt buộc phải thông qua họ, và muốn nhận việc thì các bạn lại phải thông qua bộ lao động, và khi người ta bán xưởng cho mình thì mình mới có thể nhận được việc, chứ không có thể nhận ngay như ngày trước. Ngày trước thì có thể các bạn có thể là ở cái công ty này nắm việc nhận, thì nhờ cái bạn này là xin việc cho, rồi là mình sẽ tìm cách để mình vào cái xưởng đấy, thì thực sự là bây giờ cực kỳ khó, không thể vào được. Thế cho nên là mong rằng là bạn ấy sớm tìm được công việc tốt để bạn làm việc. Đấy, thì đó là một cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái lĩnh vực là visa E9. Trong khoảng thời gian này thì anh em cố gắng là làm công việc nào đó ở đâu đó thì để cho ổn định, chứ còn đi chuyển xưởng vào cái khoảng thời gian mùa đông này thì rất là phức tạp và khó khăn. Thế cho nên đôi khi là không xin được việc mà mình lại phải ra bất hợp pháp. Thế rất mong rằng là anh em nào mà có ý định chuyển xưởng trong thời điểm này thì hãy ngừng đi, và để đến ra ngoài mùa xuân đấy, khi mà nhiều công việc rồi thì lúc đó mình xin chuyển xưởng thì nó dễ dàng hơn, và nhiều công ty người ta nhận hơn. Đấy, thì bây giờ thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì hy vọng các bạn sẽ biết được điều này, thì các bạn có thể là tìm một cái cách nào đó mà chuyển xưởng cho hợp lý nhất. Còn bây giờ mình không biết nói gì hơn nữa, là xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha, bye bye.